Thái hậu, Thái hậu, oan uổng quá. Tất cả cảm bị vệ có thể làm chứng cho thần. Thần không thể gây ra vụ án này. Thái hậu, dân cô nương không phải là hung thủ. Càng quấy, trong cung không phải là nơi để người có thể tùy ý chơi đùa. Có lẽ gì trên người dân cô nương có nhiễm mùi của hung thủ. Như vậy còn có vẻ giống nữ nhân. Người cứ chờ đó. Tiểu đạo từ nhỏ đã theo sư phụ học đạo, về tâm học cũng hiểu đôi chút. Phàm là lòng người đều có nhược điểm. Kẻ làm việc phạm pháp, cho dù trong lòng kẻ đó mạnh thế nào, cũng sẽ lo lắng không yên. Kẻ đó lúc nào cũng chú ý tới sự phát triển của sự việc. Có kẻ thậm chí còn quay lại nơi đã xảy ra vụ án, dựa theo tình hình sẽ giải thích được. Hôm nay tập trung mọi người đến để thẩm vấn yêu nữ này là vì dẫn dụ hung thủ đến đây xem. Ta dám khẳng định hung thủ có ở chỗ này. Vừa nãy khi ta để yêu nữ chỉ điểm hung thủ, đã quan sát tỉ mỉ biểu hiện của mọi người. Trước mắt, rốt cuộc ai là hung thủ, trong lòng tài hạ đã nắm chắc. Trang Phi nương nương, xin mời nương nương đứng ở bên cạnh con rối nữ yêu. Thiên Mục Đồng, ngươi thật to gan. Nương nương sao có thể để ngươi tùy ý sai bảo chứ? Nhưng nếu Trang Phi nương nương là hung thủ thật sự đứng sau thì sao? Thái hậu, đi một lát thì có làm sao? Bẩm Thái hậu, trên thế gian này có một số pháp khí được chế tạo đặc biệt, có thể khống chế con rối từ xa. Cũng giống như đôi chuông này của Trang Phi nương nương vậy. Thái hậu, chuông này là vật nhà mẹ thần thiếp để lại cho, vẫn luôn giữ bên người để tưởng nhớ. Sao lại có thể liên quan đến ma quỷ chứ? Thái hậu, thần thiếp thực sự bị oan. Sao con lại không biết cô ta có đôi chuông này nhỉ? Thái hậu, Trang Phi nương nương có thể vì muốn khống chế yêu nữ bất kỳ lúc nào nên luôn đeo chuông bên người. Đương nhiên, để tránh chuông phát ra tiếng kêu bị người khác phát hiện, Trang Phi nương nương có thể đã cố tình luyện tập một kỹ năng đi lại rất đặc biệt để chuông không phát ra tiếng kêu. Đương nhiên, đây cũng không phải là công phu làm được trong thời gian ngắn. Trang Phi nương nương chắc hẳn có âm mưu đã lâu. Thái hậu, xin đừng nghe lời tên đạo sĩ giang hồ này. Hắn chỉ đang ăn nói hàm hồ thôi. Thái hậu, mọi người nhìn đi, cổ thuật khống chế người thật ra là dựa vào cổ trùng. Đưa cổ trùng vào cơ thể con người thì con rối sẽ nghe lời người sai bảo. Hiện nay tại hạ đã đưa cổ trùng thoát khỏi chủ thể, giờ nó vẫn đang dội đi tìm chủ nhân thật sự của mình. Thần thiếp bị oan, xin Thái hậu tra rõ. Vừa nãy ngươi đã thể hiện yêu thuật, giờ còn gì để biện hộ đây?
Thần thiếp quả thật có chuyện khó nói. Xin người hãy chờ hoàng thượng trở về định đoạt. Hỗn sự, người còn dám nhắc đến hoàng thượng. Hoàng thượng sủng ái ngươi như vậy, không ngờ ngươi lại là một yêu nữ. Giữ người ở bên cạnh, sớm muộn gì cũng lấy mạng hoàng thượng. Người đâu, áp giải Trang Phi vào thiên lao, bắt lấy. Thái hậu, thần thiếp bị oan. Thái hậu, thần thiếp bị oan. Thái hậu. Thật không ngờ lại là Trang Phi. Đúng là lòng người khó đoán. Dân gì à, chúng ta không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Dù sao thì vụ án đã được giải quyết rồi, đúng không? Sư phụ ta đúng là ngầu không ai bằng, quá tài giỏi. Đó chính là nam nhân ta luôn mơ tưởng. Nếu ta có thể ở bên Thiên Mục đạo trưởng, vậy thì ta sẽ hạnh phúc chết mất. Sư phụ ta đứng ở giữa, bắt quyết niệm chú, thần thái rất trấn định tự nhiên, bình tĩnh như thường. Cảnh tượng đó rất oai phong. Nếu dùng một từ để hình dung sư phụ ta, đó chính là không ai bằng. Ông biết không tiểu lão? Tiểu lão đầu, ông có nghe ta nói không vậy? Nghe rồi. Trấn định tự nhiên, bình tĩnh như thường. Nghe rồi cũng không thèm để ý đến ta. Tiểu lão đầu, ông nói xem, ngày nào ta cũng gọi ngài ấy là sư phụ, đến khi nào ngài ấy mới nhận ta làm đồ đệ chứ? Dù chỉ dạy ta một chút pháp thuật, một chút cũng được rồi. Học pháp thuật cái gì chứ? Là một người bình thường tốt biết bao. Không tốt. Tiểu mà cô ta từ lúc sinh ra đã định trước không bình thường. Làm gì vậy? Từ trong mắt ông, ta nhìn thấy một tia ưu thương. Có phải ông có chuyện gì giấu ta không? Không có. Vậy ông nói xem, phải làm thế nào mới khiến sư phụ ta giữ ta lại bên mình, làm đồ đệ của ngài ấy? Ông chỉ cho ta đi, ta tin tưởng ông. 8 chữ. Có công mài sắc, có ngày nên kim. Còn tiện nhân Lý Phi cũng xuất hiện rồi. Bao năm không gặp mà vẫn khiến người khác tức giận. Chỉ là một con rối thôi mà. Ta lại hy vọng cô ta là thật. Giờ ta chỉ hận không thể đào cô ta từ dưới đất lên, để xem trong tay cô ta rốt cuộc có cầm thần đỉnh hay không. Sớm đã có người tìm rồi, chỉ còn lại cái áo quan thôi. Những thứ khác đều không thấy. Nếu không cũng không làm người khác lo lắng đến vậy. Vậy nàng nói xem, động cơ của Trang Phi là thế nào? Chuyện này ta không rõ. Nếu mục đích của Trang Phi là thần đỉnh, vậy chắc là cô ta nghe được gì từ miệng hoàng thượng nên mới làm ra chuyện giả thần giả quỷ này. Không chỉ Trang Phi, trong cung vẫn còn một người võ nghệ cao cường, nên xử lý thế nào đây? Chỉ là một Thiên Mục đồng thôi mà. Nếu hắn đứng về phía chúng ta thì chúng ta như hổ thêm cánh. Nếu hắn không đứng về phía chúng ta thì cùng lắm là đuổi hắn ra khỏi cung. Nếu không được thì núi cao còn có núi cao hơn, tìm một người còn lợi hại hơn hắn đến trị hắn là được. Chúng ta phải cho hắn một trận. À đúng rồi, ta đã nói với Thái Hậu rồi, sẽ do một mình ta thẩm vấn Trang Phi, không được để người khác chiếm được lợi trước. Bí mật nhất định nằm trong lòng Trang Phi. Vậy bí mật trong lòng chàng thì sao? Trong lòng Bản Dương đương nhiên đều là nàng. Chỉ cần tìm được thần đỉnh, việc lớn thành công, tất cả sẽ ổn thôi. Công chúa giá đáo, Mẫu hậu, ta muốn gặp mẫu hậu. Không kịp nữa rồi. Mẫu hậu, họ không cho con gặp người. Lục Dương Thúc, sao Thúc lại ở đây? Bình Nhi, sao dội vàng tìm mẫu hậu như vậy? Còn xem, chảy mồ hôi rồi. Nào, quạt đi. Ta và Lục Dương Thúc của con đang bàn chút chuyện. Chuyện gì vậy?
Ta và Lục Dương Thúc của con đang bàn về đãi tiệc thêm một đồng thế nào. Đãi tiệc thêm một đồng? Thật không ạ? Đúng đúng. Vậy thì tốt quá, con cũng muốn tham gia. Tham gia, tham gia đi. Được được, cho con tham gia. Vậy con sẽ đi chọn bộ y phục đẹp nhất. Được. Dọa ta một trận. Tim của bản Dương cũng sắp nhảy ra ngoài rồi. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ, ngài nhìn ta đi. Sư phụ, ngài đừng tránh ta nữa được không? Cả đời này đã định trước ngài là sư phụ của ta. Ta là đồ đệ của ngài rồi. Sư phụ, ngài xem, ngài dạy võ công cho ta, ta sẽ trừ hại cho dân, làm việc thiện. Được được, ngài chơi ta không có thành ý à? Sư phụ, xin hãy thu nhận đồ nhi đi. Nhận của đồ nhi một lại. Sư phụ, ngài trong ta thật sự là chí cao vô thượng, là tinh khí không tì vết, là... Hôm nay ta sẽ dạy người một pháp thuật. Ta đã nói chiêu này có tác dụng mà. Ngài nói đi sư phụ. Là pháp thuật gì mà ngài còn bắt quyết niệm chú vậy? Giờ cuối cùng ngươi cũng không thể nói nữa. Pháp thuật này có thể khiến ngươi trong một canh giờ không nói được gì. Công chúa. Công chúa, công chúa. Người sao vậy? Mau lại đây. Lạ thật. Tại sao yêu khí trong cung vẫn không tan? Đã đến giờ, xin mời Thiên Mục Đồng đạo trưởng đi dự tiệc. Ta biết rồi. Người nói xem, bộ này đẹp không? Hay là bộ trên người ta? Bộ này có phải nhìn vui mắt hơn không? Rốt cuộc là bộ nào đẹp hả? Công chúa. Đô tỷ đã nói với người bao nhiêu lần rồi, người mặc bộ nào cũng đẹp hết. Nhưng người nói như vậy, ta càng chẳng biết nên mặc bộ nào. Công chúa, chỉ là đi ăn một bữa ăn thôi mà, có đến mức đó không? Có, đương nhiên là phải thế rồi. Đây là lần đầu tiên ta và Thiên Mục Đồng rút ngắn khoảng cách. Thiên Mục Đồng này không biết đã tu mấy đời mới được phúc như vậy. Hôm nay Bình Nhi mặc đẹp lắm. Vừa nhìn là đã biết trang điểm cho khách quý ngắm rồi. Lục Dương Thúc, đạo trưởng là ân nhân cứu mạng của chúng ta, là anh hùng. Ta là công chúa, đương nhiên phải khoản đãi anh hùng rồi. Nào, vậy chúng ta cùng mời anh hùng một ly. Người tu đạo không được uống rượu. Kẻ làm chuyện lớn sẽ không câu nệ tiểu tiết. Chỉ một chút rượu, đạo trưởng cũng để ý như vậy sao? Đa tạ ý tố của Lục Dương gia. Thứ lỗi không thể tuân mệnh. Nếu đã dậy, chúng ta đành lấy nước thay rượu kính đạo trưởng. Đa tạ. Đạo trưởng bắt được Trang Phi, dẹp loạn hậu cung, đã lập được công lớn. Bản cung cũng muốn trọng thưởng ngươi, nhưng không biết đạo trưởng có sở thích gì. Tiểu đạo không có sở thích gì. Bản Dương muốn xây dựng đạo quán ở kinh thành, phong đạo trưởng làm quan thượng khanh. Ý của đạo trưởng thế nào? Trong kinh thành này rất ít người có được tài lực như Lục Dương gia. Đạo trưởng, đây là cơ hội hiếm có đó. Nếu đã vậy, tại sao Lục Dương không dùng số tiền tài của mình để làm từ thiện? Nếu xây dựng rầm rộ, hao tốn tiền của như vậy, chỉ e sợ sẽ bị điều tướng. Tại hạ là người tu đạo, thanh tâm quả dục, không hề có hứng thú với danh lợi.
Đạo trưởng nói đùa rồi. Chúng ta chỉ tán thưởng pháp lực cao siêu của đạo trưởng. Hôm nay đạo trưởng siêu phàm thoát tục như vậy, càng khiến chúng ta kính phục. Mẫu hậu, con đã nói rồi, Thiên Mục đạo trưởng không giống những người khác. Đạo trưởng quả nhiên không giống người thường. Có điều có câu nói này, bản vương muốn nói rõ với đạo trưởng. Trong cung này không phải là nơi dễ sống đâu. Nếu muốn có chỗ đứng lâu dài, vẫn cần có người giúp đỡ đó. Đạo trưởng, Lục Dương gia lòng dạ trong sáng hơn ánh trăng, chắc người có thể nhận ra. Tiểu đạo đương nhiên có thể nhận ra. Lục Dương hoàng hậu nương nương giúp đỡ lẫn nhau. Xem ra đạo trưởng không định thật lòng đối đãi với chúng ta rồi. Đa tạ ý tốt của Lục Dương gia. Tiểu đạo là người bên ngoài, xin được lượng thứ. Lục Dương thúc, cho dù muốn thật lòng đối đãi thì cũng ăn no đã rồi bàn tiếp. Mọi người cứ nói chuyện, đồ ăn nguội hết cả rồi. Đúng, ăn trước đã, có chuyện gì thì bàn sau. Vậy mời dùng. Bần đạo vẫn còn một số việc, xin cáo từ. Mẫu hậu, không biết tốt xấu. Tên Thiên Mục đồng này kiểu gì cũng không nghe. Hơn nữa, hình như đã nhận ra chuyện của chúng ta. Nên làm thế nào đây? Người này không thể giữ lại, nếu không sẽ làm hỏng chuyện lớn của chúng ta. Sư phụ, sư phụ, ngài về rồi. Ta ở đây chờ ngài. Sư phụ, ta chờ ngài một ngày rồi đó. Ngài nhìn ta một cái đi. Sư phụ, ta biết ngài bệnh miệng của ta không phải vì ghét ta, mà là đang kiểm tra khả năng chịu đựng và nhẫn nại của tiểu ma cô ta. Tiền nhân giống như ngài, làm việc gì cũng khác người bình thường. Ta đều hiểu, ta đều hiểu hết. Ta hiểu. Vậy ngươi có biết ta muốn làm gì không? Tiểu ma cô, ngươi lại đây. Ta hỏi ngươi, Trang Phi là người thế nào? Trang... ta có thể nói không? Không phải Trang Phi bị ngài bắt rồi sao? Cô ta là người xấu. Ta muốn hỏi trước kia cô ta là người thế nào? Trước kia à? Trước kia Trang Phi rất tốt, đối xử với ta cũng tốt, với mọi người cũng tốt, các phương diện đều không tệ. Trang Phi, ngươi có lời gì muốn nói không? Ta bị oan. Bị oan? Bao nhiêu đôi mắt đều nhìn thấy rồi. Ta khuyên người vẫn nên khai ra đi, để tránh chịu nỗi khổ về thể xác. Ta muốn gặp Thái Hậu. Xem ra không dùng hình thì không bắt người mở miệng được. Dùng hình đi. Dương gia, dù sao cô ấy... Sao hả? Không ra tay được sao? Ta... Trình Chí Diễn, hãy hầu hạ cho tốt. Đây là sở trường của ngươi đó. Dân, đợi cô ta khai rồi thì gọi bản dương. Dương gia, Trang Phi nương nương,
Ta khuyên cô vẫn nên khai thì hơn. Ta bị oan. Hình phạt thất chăm này là từ triều đại trước truyền lại, cho đến nay vẫn chưa ai chịu được. Không gặp được Thái hậu thì ta sẽ không nói gì cả. Được. Nương nương, vậy xin đắc tội. Dừng tay. Sao ngươi lại vào đây? Dân Tương Dung, cô cũng độc ác thật đó. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Ta trước đây còn cho rằng cô thân bất do kỷ. Ta nhìn nhầm cô rồi. Ngươi tưởng rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì mà nói người khác? Nữ nhân này không phải vì ngươi mới phải vào đây sao? Hiện tại cô ấy chỉ là một khâm phạm. Các ngươi dùng hình ép cung, ép chết người ta thì sao? Không cần ngươi lo, tự ta biết chừng mực. Ngươi làm gì vậy? Thiên Mục Đồng, ta bị oan. Ta biết. Bình Nhi, Bình Nhi nhà chúng ta ngày càng xinh đẹp rồi. Sau này ta bảo Lục Dương thúc của con tìm cho con một phu quân tốt. Con không muốn. Phu quân của con thì con sẽ tự chọn. Sao? Bình Nhi của chúng ta có người trong lòng rồi. Hắn là ai? Quỳnh ấy là một người rất lợi hại. Con rất khâm phục Quỳnh ấy. Người có thể khiến Bình Nhi khâm phục, mẫu hậu rất muốn gặp. Tham kiến hoàng hậu. Trang Phi đã khai chưa? Cứ yên tâm, chắc chắn cô ta sẽ không thoát được hình phạt trong đại lao cẩm y vệ đâu. Mẫu hậu, con về trước đây. Được, mẫu hậu tiễn con. Bình Nhi, về nghỉ ngơi sớm đi nhé. Gần đây không được chạy loạn trong cung. Hộ giá, hộ giá. Bình Nhi, mẫu hậu, Trang Phi, ngươi muốn làm gì? Mẫu hậu, mẫu hậu. Tránh ra. Thiên Mục Đồng, rốt cuộc là chuyện gì? Trang Phi không phải ở trong đại lao sao? Báo cáo Lục Dương là Thiên Mục Đồng thả Trang Phi. Thiên Mục Đồng, quả thật là do ta thả. Người đâu? Trói lại. Lục Dương thúc. Thiên Mục đạo trưởng sẽ không tự nhiên thả Trang Phi ra. Chắc chắn ngày ấy có nỗi khổ riêng. Xin người tra xét kỹ. Công chúa, vừa nãy con và mẹ con suýt nữa đã bị yêu phi này hại chết. Tên đạo sĩ này chính là đầu sỏ gây họa. Con không quan tâm thân thế của mẫu hậu mà lại muốn cầu xin cho đạo sĩ này sao? Nhưng vừa nãy nếu không có Thiên Mục đạo trưởng, Trang Phi sẽ không dễ dàng bị khống chế. Thúc hãy coi như ngày ấy lấy công chuộc tội đi. Đa tạ công chúa. Chuyện này do ta mà ra, khó thoát khỏi có liên quan. Ta nguyện chịu phạt. Người biết là tốt. Dẫn đi. Thiên Mục Đồng đã bị Lục Dương nhốt lại. Kế hoạch của chúng ta thuận lợi. Có điều Trang Phi vẫn nằm trong tay Lục Dương và Hoàng hậu. Chỉ sợ dược tính hết sẽ khó lòng khống chế được. Trang Phi sớm muộn sẽ là người của chúng ta. Ông đừng uống nữa.
Giờ sư phụ bị nhốt trong đại lao rồi, chúng ta phải nghĩ cách cứu ngài ra. Ta chỉ là một thái giám già, ta có thể cứu được ngài ấy sao? Ông được lắm. Không phải chứ tiểu lão đầu, không có nghĩa khí như vậy. Ông nói xem, sư phụ mấy lần đã cứu mạng ta lúc gặp nguy, giờ ngày ấy gặp chuyện, ông nói xem, chẳng lẽ chúng ta khoanh tay đứng nhìn sao? Người kia yên tâm đi, ngày ấy sẽ không sao đâu. Thật hả? Trông ta có giống đang gạt ngươi không? Giống. Giống lắm. Tiểu lão đầu, ta hỏi ông, hôm nay ông đi hay không đi? Ta thật sự không cứu được. Ông không cứu thì một mình tiểu ma cô ta đi cứu. Mặc dù không có năng lực gì, nhưng ta phải vì sư phụ cố gắng làm chút chuyện gì đó. Ta đi đây. Người đi đâu? Đi đâu? Ta đi cướp ngục chứ còn đi đâu? Ngươi chỉ là một tiểu thái giám, đến thân còn khó giữ, ngươi dựa vào cái gì mà cứu sư phụ ngươi? Ngươi nhớ kỹ đây, kể từ bây giờ ngươi hãy ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ cho ta. Tiểu lâu đầu, giờ ông nói gì cũng vô dụng thôi. Giờ không ai cản được ta, ông biết chưa? Nếu ta đến muộn, sư phụ ta sẽ chết mất. Ngồi xuống. Ngươi chờ đó. Tiểu lâu đầu, xong lại khóa cửa. Mở cửa ra. Mẫu hậu, vết thương của người còn đau không? Đỡ hơn rồi, con đừng lo cho mẫu hậu nữa. Mẫu hậu, sao vậy? Thiên Mục đạo trưởng, không phải ngài ấy cố ý thả Trang Phi ra đâu. Người bảo Lục Dương Thúc thả ngài ấy ra đi. Mẫu hậu, Bình Nhi, con đã hứa với mẫu hậu điều gì? Chuyện trong cung, con đừng quan tâm làm gì. Nhưng Thiên Mục đạo trưởng là cao nhân mà Thái hậu mời đến Bắc Yêu. Nếu Thái hậu hỏi đến thì không hay cho lắm. Huống hồ vừa rồi nếu không nhờ ngày ấy, Trang Phi sẽ không dễ dàng bị khống chế như vậy đâu. Lục Dương Thúc của con sẽ tự có sắp xếp, con đừng lo lắng nữa. Lạc Bình, tại sao cháu lại muốn cầu xin cho Thiên Mục Đồng? Thiên Mục đạo trưởng đã từng cứu mạng cháu, cháu không thể khoanh tay đứng nhìn. Được, Lạc Bình đúng là một cô gái biết báo ơn. Vậy ý của Thái hậu là có thể thả Thiên Mục Đồng? Tạm thời cứ nhốt hắn lại đã. Tại sao? Tự ý thả phạm nhân chính là trọng tội, không thể không phạt. Mặc dù Thiên Mục Đồng là người am hiểu pháp thuật, lại thông minh, chỉ là hành động theo cảm tính, xem nhẹ luật pháp trong cung. Dạy cho hắn một bài học cũng tốt. Nhưng Thái hậu, được rồi, cho đừng nói nữa. Chuyện này ta tự biết chừng mực. Tiểu lão đầu, mở cửa. Tiểu lão đầu. Đào công công. Công chúa, tiểu ma cô đâu? Bẩm công chúa, tiểu ma cô bị bệnh rồi, đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Bệnh rồi? Sao ta lại nghe nói là ông nhốt hắn trong đó? Nô tài không dám. Nô tài không dám. Đứng dậy đi. Mau thả tiểu ma cô ra. Chuyện này, công chúa tại sao cứ nhất định muốn tìm tiểu ma cô chứ? Hắn chẳng qua chỉ là một tiểu thái giám hay gây chuyện. Ta tìm hắn có việc. Mau thả người ra. Tiểu lão đầu, mở cửa. Tiểu lão đầu. Nô tài lập tức thả người.
Không được, cô nói xem. Nếu như vậy, vậy cô nói xem. Tiểu mà cô, ngươi đừng có chạy đi chạy lại nữa. Nhìn mà chóng cả mặt. Rốt cuộc đã nghĩ ra cách cứu sư phụ ngươi chưa? Chẳng phải ta đang nghĩ đây sao? Giờ sư phụ như vậy, ta không sốt ruột sao? Đúng rồi. Bình thường khi sư phụ suy nghĩ vấn đề, thường ngồi thiền. Ngồi thiền. Ra rồi. Có cách rồi sao? Đây đúng là bảo địa. Công chúa xem. Lát nữa, lát nữa về công chúa hãy nói. Hãy nói là bệnh nặng, bị Trang Phi dọa mất hồn vía, phải nhờ thêm một đạo trưởng triệu hồn về cho cô. Cách hay đó. Vậy cứ thế mà làm. Đầu óc của ta được khai sáng rồi. Cái này đi, ta sẽ trà trộn vào thiên lao. Cô hãy nói với họ một tiếng. Rồi mọi người làm thế này. Quả nhiên tuổi trẻ không thể xem thường. Tham kiến công chúa. Du đại nhân, Du đại nhân, sao ngài lại tới đây? Đúng lúc đi ngang qua, bạn nghe thấy mọi người đang thương lượng chuyện quan trọng. Du đại nhân, ngài nghe thấy hết rồi à? Công chúa yên tâm, ta sẽ không nói ra bí mật của mọi người đâu. Có điều ta muốn hỏi một chút, mọi người dự định trà trộn vào thiên lao thế nào? Lệnh bài này có lẽ sẽ giúp được mọi người phần nào. Du đại nhân, ngài muốn giúp chúng ta. Tiểu ma cô, còn không mau cảm ơn Du đại nhân. Du đại nhân, xin cảm ơn. Muốn ta đưa lệnh bài này cho mọi người cũng được, nhưng các người phải bỏ ngay ý định giúp thi một đồng dược ngục. Giờ hắn ra ngoài sẽ không có lợi. Du đại nhân, ngài đang đùa chúng ta sao? Sau khi ngươi vào thiên lao, chỉ cần nói cho thiên mục đồng một câu, để hắn yên tâm ở trong nhà lao, chờ diễn biến tiếp theo, chờ thời cơ tiếp xúc với Trang Phi. Sư phụ, sư phụ, mở cửa, mở cửa. Dạ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, ngài không sao chứ? Người đến rồi à? Vâng. Người tu đạo chung quy lại vẫn muốn một cuộc sống yên bình tĩnh mịch, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tu hành, cho nên tất cả đều chỉ là giả tạo. Sư phụ, cao nhân chính là cao nhân. Ngài nói ngài muốn dạy đồ đệ một chiêu gì đó cũng đủ cho đồ đệ dùng một thời gian dài rồi. Nói đi, người đến làm gì? Là thế này, chúng ta... Sao vậy? Không được sao? Ta vốn không có ý định ra ngoài. Sao ngài lại nói giống hệt như Du đại nhân vậy? Du đại nhân? Đúng vậy. Ngài xem, cái này là do ngài ấy đưa cho ta. Không có nó thì sao ta vào được chứ? À đúng rồi, ngài ấy muốn ta nói cho ngài một câu. Ngài ấy nói ngài hãy yên tâm đợi trong nhà lao, chờ diễn biến tiếp theo, chờ thời cơ tiếp xúc với Trang Phi. Dù đại nhân này thật thâm sâu khó lường. Ta thật chưa từng thấy ngồi trong nhà lao còn vui vẻ như vậy. Ngươi cầm lấy cái này. Mang nó ra ngoài, tìm một nơi không người, xé nát nó đi. Cái này để làm gì? Người xé nát nó đi là được. Chuyện này rất quan trọng. Tiểu mà cô, Dương đại nhân, giấu cái gì vậy? Đâu có. Ta làm sao có thể? Ta chẳng giấu gì cả. Đừng lừa ta. Mang ra đây.
Ta không có gì, ta không có gì cả. Chỉ là vừa nãy bộ y phục bên ngoài không thoải mái. Ta... cô xem đây. Được rồi, được rồi. Một cút đi. Được. Dân đại nhân, người ở đây lại rất thoải mái nhỉ. Ta nói với người đó, chẳng phải người muốn điều tra sao? Người ở đây thì điều tra kiểu gì? Ta nói chuyện với người, người có nghe không hả? Sao bên trong toàn là thi một đồng vậy? Chẳng phải chỉ có một thi một đồng sao? Mở cửa nhà lao cho ta. Dân, dân đại nhân. Bà cô ơi, Lục Dương vẫn chưa thẩm vấn đâu. Nếu ngài giết hắn rồi, chúng ta đều không gánh được tội đâu. Nói xem, mình giúp sư phụ một việc lớn như vậy, đến lúc đó, ngài ấy có dạy mình pháp thuật không nhỉ? Trình Chỉ Diễn, ngươi làm gì? Chó ngoan chớ cản được. Ngươi nói, ngươi giúp sư phụ làm chuyện gì vậy? Ta... nói vậy sao? Ta không nói, ngươi nghe nhầm rồi. Ta không nói. Đau, 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 nhẹ thôi. Ta nói, thả ra. Ta nói là được chứ gì? Sư phụ ta đói rồi, ta mang cho ngày ấy hai cái bánh bao, một bát cháo. Thật không? Đúng vậy. Ngươi làm gì vậy? Đừng, đau quá. Đau quá. Nói đi. Ngươi muốn nghe nói thật đúng không? Đúng. Vậy ta nói, ngươi lại đây. Thực ra là hai bát cháo. Ngươi đứng lại cho ta. Đứng lại. Đồ đáng chết kia, đừng đuổi theo ta. Ngươi đứng lại cho ta. Đừng đuổi theo ta nữa. Ngươi đứng lại cho ta. Đứng lại. Đứng lại. Này, làm gì vậy? Ta vào trong làm chút việc rồi ra luôn. Đứng lại. Làm gì vậy? Hoàng hậu có lệnh, tất cả mọi người đều không được vào trong. Không phải, ta vào một lát rồi ra ngay. Chuyện này không thể nói cho người. Chuyện lớn lắm. Không được. Không phải. Công chúa có được không? Không được. Công chúa cũng không được. Tiểu ma cô, xin ta xử lý người thế nào? Trình Chỉ Huy à, làm gì vậy? Đây là địa bàn của ta. Muốn qua đây ngang ngược à? Dương Cảnh Trình, cảm ơn về làm việc. Ta khuyên người không nên xen vào. Điều tra vụ án à? Sao lại không thấy Dân đại tổng quản đâu? Dân đại nhân đến thì cũng không đến lượt người mở miệng. Người này là của ta. Lại đây. Đây là địa bàn của hoàng hậu. Người này nên thuộc về chúng ta. Ta mặc kệ là địa bàn của ai. Người này là của ta. Nếu ta không đưa thì sao? Đồ chân chó mà học đòi cắn loạn khắp nơi hả? Ngươi nói ai hả? Ta nói người đó. Lần trước thiếu 30 lượng bạc có trả không? Đừng đừng.
Lần trước lúc uống rượu qua thì sao? Không phải đưa tiền cho ngươi rồi sao? Đưa rồi sao? Đương nhiên đưa rồi. Ngươi uống nhiều chứ ta có uống đâu. Nói cho ngươi biết Dương Cảnh Trình, ngươi không sợ mất đầu sao? Ta mặc kệ địa bàn của ai. Địa bàn của ai hả? Địa bàn của hoàng hậu. Thì làm sao? Dương đội trưởng, vừa rồi ta thấy, ta biết ngươi muốn nói gì. Là người này muốn bắt ngươi phải không? Được, hãy ngoan ngoãn đứng đây đi. Xem hắn có dám động đến một cọng lông của ngươi không. Không phải, Trình chỉ diễn. Vừa rồi ta nhìn thấy. Tiểu Ma Cô, ngươi biết điều thì hãy đi với ta. Ta hỏi xong sẽ thả ngươi đi. Không phải là ta. Trình Chí Diễn, trong cung luận về thân phận, ta coi trọng ngươi thì ngươi mới có thể gọi ta một tiếng đại ca. Làm sao hả? Ta nói với ngươi rồi đó, ngươi ngày hôm nay sẽ ở đây. Ngươi muốn đi đâu thì đi. Dương Cảnh Trình, ta nói cho ngươi biết, ngươi chờ đó cho ta. Đi, đi thông thả. Bình thường ngang ngược như vậy, không dạy dỗ ngươi thì ngươi thật sự tưởng mình giỏi lắm đó. Dương Cảnh Trình, vừa nãy ta nhìn thấy có một người về một cái đến, về một cái lại biến mất. Cho ngươi chút mặt mũi, ngươi lại được thể hả? Ngươi ở cùng đạo nhân ngốc kia lâu quá rồi nên xuất hiện ảo giác sao? Dưới mắt ta, liệu có người có bản lĩnh như vậy sao? Đầu óc của các ngươi, muội muội có hiểu nhầm gì với bản cung sao? Ngươi chạy từ Thiên Lao ra lại muốn hành thích bản cung. Ta thật sự hành thích ngươi sao? Muội muội hay quên thật đó. Chuyện muội làm có sự chứng kiến của rất nhiều người, còn muốn chối cãi sao? Hành thích ngươi chỉ sợ không phải là ta. Muội dùng cổ trùng khống chế Lý Phi giả làm loạn hậu cung, chắc hẳn là có nguyên nhân gì đó. Không biết có thể nói cho tỷ tỷ này không? Ta nói không phải do ta làm, ngươi có tin không? Ta tin hay không không quan trọng, quan trọng là rốt cuộc muội muội đã điều tra được cái gì rồi. Ngươi cho rằng ta đã điều tra được cái gì? Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Chuyện về Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, rốt cuộc muội muội đã biết được bao nhiêu rồi? Có thể chia sẻ cho ta chút tin tức gì không? Chỉ cần muội muội đồng ý hợp tác với ta, ta đảm bảo sẽ để muội sống bình an. Ngươi cười cái gì? Muội muội ngu dốt, chưa từng nghe qua về Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, cũng không định đi điều tra. Có điều ta đã điều tra được một ít bí mật. Bí mật gì?